Hai đứa ơi, mẹ mua đồ ăn cho này. À, ba mẹ về rồi. Hai anh em thử chia nhau ăn nhé. Vâng ba. Để anh chia. À, anh lớn, anh phải ăn nhiều. Cha em đây. Anh ơi, em mới mua lọ xịt tuyết. Nhìn này. Đưa anh xem nào. Ê, mẹ ơi. Đói quá. Để em đi mua bim bim. Em trai, có bao nhiêu tiền đưa hết đây. Em không có tiền. Đây là gì? Đến đi. À, trả cho em. Không trả mày làm gì tao. Đố bắt nạt trẻ con. Ở thằng danh lão à? Em trai tao, chỉ mình tao được bắt làm. Rõ chưa?